Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2018, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân với bà con cộng đồng ở Cộng hòa Liên bang Đức. Và sau đây, nhà báo Nguyễn Thắng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh của cái chương trình gặp mặt đầu xuân. Mở đầu chương trình ca khúc Sông Đắk Rông Mùa Xuân Về qua giọng hát của ca sĩ Hoàng Đạo. Xin chào đón ca sĩ Hoàng Đạo lên sân khấu. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên xin kính chúc tất cả cô chú quý vị có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc và một năm mới an khang thịnh vượng. Xin mời quý vị. Sông Tây Nguyên, dòng suối cách mạng đang chảy đến tận châu Âu. Không những thế, còn truyền hết thế hệ này sang thế hệ khác, và cái điệu múa của các cháu có lẽ đã thể hiện những điều đó. Và đây là điệu múa của các cháu thiếu nhi được sinh ra và lớn lên ở Đức, là thế hệ thứ hai hoặc thứ ba của con em người Việt Nam. Các cháu nói tiếng Đức giỏi hơn tiếng Việt, nhưng vẫn duy trì rất tốt những điệu múa, những lời ca tiếng hát, nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam, được duy trì từ cha mẹ, ông bà, anh chị em để truyền cho các cháu, để nối tiếp mãi mãi là người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức. Thay mặt cơ quan đại diện của Việt Nam, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã đọc lời khai mạc. Trong lời khai mạc, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã khái quát về những hoạt động cộng đồng, những hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ông nói, với tư cách là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, rất tự hào về cộng đồng người Việt Nam ở Đức, về mối quan hệ của chúng ta. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn các anh, các chị, cảm ơn bà con, cộng đồng đã luôn sát cánh cùng chúng tôi, giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời đóng góp vào việc thúc đẩy và phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Đức. Là một người trăn trở về công tác cộng đồng, nhân dịp này, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã bày tỏ mong muốn và nguyện vọng của mình. Có thể nói là sự khát vọng cháy bỏng trong lòng tôi là chúng ta có một cộng đồng gắn kết hơn nữa, đoàn kết hơn nữa. Và để làm được điều đó, ông đã đưa ra ý tưởng có nên chăng. Nhưng nếu chúng ta cộng sức để có một cái tổ chức, cái hình thức nào ta sẽ tính là liên kết tất cả các hội đoàn ở khắp nước Đức này để chúng ta cùng bàn với nhau. Nhưng câu chuyện trước hết là hỗ trợ cho anh chị em bà con chúng ta ở bên này. Đối với các hội cựu chiến binh, ông đề nghị nên thành lập Hội cựu chiến binh Liên bang Toàn Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi mong rằng là tới đây, đại diện các hội cựu chiến binh các anh ngồi lại với nhau
để thống nhất thành một cái tổ chức, và sự tồn tại của các cái hội như hiện nay, như đồng thời có một cái tổ chức là kết nối tất cả những hội đoàn để chúng ta có nhiều cái hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ đại sứ quán, đặc biệt đóng góp vào việc phát triển quan hệ Việt Đức và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều ý kiến của cộng đồng đại diện các hội đoàn đã đồng tình và hưởng ứng với ý kiến của đại sứ Đoàn Xuân Hưng, như ông Đinh Đắc Bình, ông Lê Xuân Đính, ông Nguyễn Đức Bình, ông Lê Hồng Cường, bà Mỹ Hạnh, đại diện Hội Cựu Chiến binh ở Rostock, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Berlin-Brandenburg, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cựu Chiến binh, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tân Trào, vân vân đã phát biểu, đều nêu lên một quan điểm là thống nhất và đồng tình với ý nhưng kiến để phát triển tốt hơn thì chúng ta cần cái gì? Đặc biệt đấy là ý kiến của ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. Đoàn kết ông Hiền mạnh nói. Mẽ hơn. Hội doanh nghiệp, hội cựu chiến binh, hội người Việt Nam ở Đức, liên hiệp hội người Việt Nam ở Đức. Quý vị nhìn xem, bạn bè quốc tế của chúng ta ở nước ngoài, ở khắp Nam Châu, có nước nào hoạt động tích cực, sôi nổi và thành công như chúng ta không? Tôi thấy là khó đấy. Những thành tích mà chúng ta đã đạt được trong suốt nhiều năm qua, không đếm nổi. Thành công to lớn. Khi đại sứ Đoàn Xuân Hưng sang, thì sự thành công lại càng mạnh hơn nữa. Bởi vì đại sứ và cán bộ công nhân viên đại sứ đã cho chúng ta một ngôi nhà đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở Đức. Chúng ta đang hội nhập thành công, sinh hoạt cuộc sống gia đình đang rất hạnh phúc, các cháu ngoan học giỏi, bạn bè Đức và bạn bè quốc tế đang đánh giá về người Việt Nam ở Đức rất cao. Họ học tập chúng ta rất nhiều nhưng họ không nói. Chính vì thế chúng ta phấn đấu nhiều hơn nữa để họ học tập nhiều hơn nữa và để chúng ta thành công hơn nữa. Và muốn làm được như vậy thì phải đoàn kết hơn nữa. Mà muốn đoàn kết hơn nữa thì như quý vị biết rồi, ở nước Đức có hơn 100 hội đoàn, hội nào cũng đoàn kết, hội nào cũng phát triển, năm nào cũng gặp nhau một hai lần phát triển thi đua, đều rất tốt, đều rất thành công. Nhưng nếu chúng ta nghĩ sâu rộng hơn một chút nữa thì chúng ta phải có một hội người Việt Nam ở Đức. Do càng nhiều các hội đoàn tham gia vào, càng nhiều bà con tham gia vào cái hội này thì càng tốt. Bởi vì chỉ có một hội mà có nhiều người tham gia, có nhiều người tham gia vào thì mới có sức mạnh tập thể. Chúng ta mới có đủ sức mạnh để bảo vệ quyền lợi nghĩa vụ cho người Việt Nam ở Đức. Chỉ có sự ủng hộ của chính phủ Đức, chỉ có sự ủng hộ của nhân dân Đức thì chúng ta mới thành công được ở Đức. Và chính vì lẽ đó chúng ta phải đoàn kết, sống tốt, sống đẹp, sống thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ doanh nghiệp của mình. Để làm sao chúng ta nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của chính phủ hai nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, với số đông ý kiến của các đại biểu đại diện cho các hội đoàn, có thể nói là đã thống nhất là thành lập Hội Người Việt Nam Toàn Cộng Hòa Liên bang Đức và Hội Cựu Chiến binh Cộng Hòa Liên bang Đức. Chỉ còn lại vấn đề là thời gian và tổ chức như thế nào cho hợp lý, cho hiệu quả một cách thiết thực nhất. Trước những ý kiến của bà con kiều bào, trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam, ông Phạm Văn Bích đã đưa ra ý kiến cần sớm thành lập ban liên lạc để thành lập Hội Cựu Chiến binh và Hội Người Việt Nam ở Cộng Hòa Liên bang Đức. Thưa quý vị và các bạn, buổi gặp đầu xuân do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức dưới sự chứng kiến của các nhà báo, chúng tôi đã ghi nhận được sự mong muốn, sự khát khao của cộng đồng người Việt Nam sớm có một tổ chức đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức và Hội Cựu Chiến binh toàn bộ Cộng hòa Liên bang Đức. Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã vô cùng phấn khởi khi mà cộng đồng đã có những ý kiến thống nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chân thành.